bus. Hôm ảo thuật thần kỳ. Cháu hãy xem này. Cờ có thể biến cây kem thành một cây kem siêu to khổng lồ đấy. Làm như thế nào ạ? Hãy xem hộp thần kỳ của cô đây. Khởi động. Đã xong. Một cây kem siêu to khổng lồ nhé. Wow, thật là tuyệt vời. Ôi, cháu cũng muốn thử. Cháu thử với. Hãy biến cho cháu một quả bóng khổng lồ. Còn cháu muốn có một chiếc xe thật to. Đừng lo, cô có thể biến mọi thứ theo yêu cầu. Bóng của cháu đây. Còn đây là ô tô của cháu. Nào mọi người, hãy tập trung những thứ quý giá của mọi người vào đây, rồi cùng xem chiếc hộp thần kỳ có gì bất ngờ cho bạn nhé. Bạn đi nào. Lạ thật, sao hôm nay đường phố vắng tanh thế này? Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao vậy nhỉ? Lại nữa à? Anh lười, anh đi đâu mà vội vàng thế? Ở đằng kia có một chiếc hộp thần kỳ. Nó có thể làm mọi thứ trở nên to khổng lồ. Gì cơ, làm thế nào được nhỉ? Chúng ta mau đi kiểm tra xem. Đó. Đợi tôi. Mọi người đừng vội, rồi sẽ tới lượt từng người mà. Được rồi. Đã sẵn sàng. Đợi đã, hãy thử của tôi nữa. Dĩ nhiên, chúng ta giàu to rồi. Điều bất ngờ sẽ diễn ra sớm thôi. Khởi động. Wow. Ôi, thật là tuyệt. Điều bất ngờ là điều bất ngờ là tất cả mọi người đều đã bị lừa rồi. Cái gì cơ? Lại là Linh Dương. Kẻ lừa đảo. Chúng ta đã bị lừa rồi. Chúng sẽ không thoát được đâu. Cảnh sát, xin hãy bắt bọn chúng. Giữ chặt vào. Ở đằng kia. Tao quên mày. Hãy xem đây. Cái gì? Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương vào đâu. Con ta nhảy lên tòa nhà rồi. Chúng ta đang mất dấu rồi. Dobby, Pavilion. Dobby bay. Trời ơi, anh ta vẫn bám vào
cô không quăng được tôi đâu. Có chuyện gì vậy? Dobby! Không. Linh Dương, cô đã bị bắt. Hãy theo chúng tôi về đồn. Ồ, may mà mình đến muộn. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không có bữa ăn nào là miễn phí. Đừng bị lừa bởi những chiêu trò giá rẻ của người xấu. Người xấu thường lừa chúng ta bằng những đồ vật miễn phí. Vì thế chúng ta phải luôn cẩn thận. Hãy luôn đặt câu hỏi cho những ưu đãi quá mức hấp dẫn dành cho mình. Hãy ghi nhớ điều này nhá. Không nên thức khuya. Chớ đi. Ngày mai con phải đi làm sớm rồi đấy. Nhớ đi ngủ sớm đi. Ồ, thằng bé đã ngủ rồi à? Chúc con ngủ ngon. Mẹ sẽ không thể cằn nhằn được nữa rồi. Xem TV tiếp thôi. Dobby, dậy đi. Em muộn rồi, mình muộn rồi. Ủa, tới ăn sáng đi con. À, thơm quá. Không có thời gian ăn sáng đâu ạ, à. Con muộn lắm mất rồi. Xin lỗi vì đã đến muộn. Mọi người đâu rồi? Mọi người cũng đi muộn à? Dobby, chúng tôi đợi cậu mãi. Sao cậu không trả lời điện thoại? À, điện thoại tôi cầm nhầm điều khiển TV thay cho điện thoại mất rồi. Vào đi, chúng ta phải đi tuần. Vâng ạ. Ôi trời ơi, có khi chúng ta sẽ không đến kịp mất. Tất cả là lỗi tại con. Tại con ngủ dậy muộn. Chiếc xe kia bị xịt hơi, chúng ta đến kiểm tra xem. Ôi không, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ đến muộn mất. Mọi chuyện ổn cả chứ? Lốp xe của chúng tôi bị xịt rồi. Hôm nay lớp của cháu đi leo đài băng giá, mà cháu sẽ bị muộn không được đi nữa. Thỏ con, đừng lo, bọn chú sẽ đưa cháu đến nơi. Hả? Thật ạ? Cô Thỏ, tôi sẽ giúp cô sửa xe. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thắt dây an toàn vào, chúng ta lên đường. Sao nhìn chú mệt mỏi vậy? Tại hôm qua chú thức khuya quá nên sau đó chú cũng không có thời gian ăn sáng. Chiếc xe đó bị làm sao vậy? Cán của tôi. Xong rồi. Xin lỗi, tôi chỉ ngủ gật có một lúc thôi. Ngủ gật khi lái xe rất là nguy hiểm.
anh có thể gặp rắc rối đấy. Hãy nhớ an toàn là trên hết. Tôi biết rồi ạ. Chúng ta có thể đi tiếp được rồi. Chúng ta có đến kịp không ạ? Đừng lo, chú biết đường tắt đến lâu đài băng giá. Chúng ta sẽ đến kịp thôi. Đón khi chúng ta đi qua được cây cầu kia là sẽ đến nơi thôi. Cây cầu bị hỏng rồi. Ôi không, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng lo, nắm chắc vào. Babylon đã thêm một chế độ trực tiếp mới. Thật là ngầu. Nhìn kìa, là lâu đài băng giá. Giữ chắc vào, chúng ta sẽ tăng tốc. Lâu đài băng giá, tôi tới rồi đây. Cục Kiều và các bạn của cháu đâu rồi? Mọi người chắc vào trong cả rồi. Cháu đến muộn rồi ư? Mọi người xếp hàng nào. Chúng ta bắt đầu vào trong để tham quan lâu đài băng giá nhé. Thỏ con, nhìn đằng kia kìa. Là cậu kìa và các bạn của cháu. Thỏ con, mau đến xếp hàng cùng các bạn nào. Cảm ơn các chú rất nhiều. Cháu hứa sẽ không đi ngủ muộn nữa đâu. Thỏ con, cậu đến rồi. Chào buổi sáng mẹ yêu. Hôm nay con dậy sớm, lại còn tràn đầy năng lượng nữa. Hôm qua con đã đi ngủ sớm đấy ạ. Ngon quá. Ghi chú của cảnh sát trưởng, những điều cần ghi nhớ. Các bạn nhỏ, chúng ta không nên thức quá khuya. Ngủ đủ giấc cũng giống như chúng ta nạp thêm nhiên liệu cho cơ thể vậy. Điều đó sẽ giúp chúng ta tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau. Thói quen ngủ sớm sẽ giúp chúng ta mạnh khỏe hơn. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Nội quy trên xe buýt. Sếp hãy xem tôi biểu diễn đây. Ta-da. Cả mông của tôi. Tôi bụng tôi đau quá. Cẩn thận. Anh Châu, anh nên đi bệnh viện ngay đi. Nhưng mà tôi phải đi đón bọn trẻ cùng với cô Kiều. Đừng lo, tôi có thể lái xe buýt. Hãy để chúng tôi đưa bọn trẻ tới trường. Cô Kiều, cô hãy đi cùng anh ấy đến bệnh viện. Dobby và tôi sẽ đón bọn trẻ. Được, hãy chăm sóc cho bọn trẻ nhé. Đừng lo. Được rồi, đi nào. Wow, xe buýt đến rồi. Chào các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ không được xô đẩy. Các bạn nhỏ, khi lên xe buýt, chúng ta hãy xếp hàng và không được xô đẩy nhau. Như vậy sẽ lên xe buýt được nhanh hơn. Chúng cháu hiểu rồi ạ. Con yêu giỏi lắm. Chúng ta ngồi cùng
cùng nhau nhé. Được. Mỗi bạn một ghế nhớ nhá. Mỗi một ghế đều có đai an toàn, giúp các bạn an toàn khi xe buýt di chuyển. Hóa ra là như vậy ạ. Thế thì tớ sẽ ngồi về nhím nhỏ. Mọi người thắt dây an toàn chứ ạ? Rồi ạ. Rồi ạ. Chúng ta đi nào. Đi nào. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Bánh lăn tròn, bánh lăn tròn. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Tới khắp mọi nơi. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng. Vào chỗ ngồi đi nào. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho buýt đang chạy. Đi trên đường rất gập ghềnh. Vòng quay xoay nhanh nhanh xe buýt đang chạy. Luôn giữ an toàn bạn ơi. Cái gì vậy? Là một miếng bánh ư? Nhím nhỏ, không được ăn ở trên xe buýt, điều đó có thể làm phiền mọi người xung quanh. Cháu cũng có thể bị nghẹn nữa đấy. Cảnh sát trưởng Labrador, sao chú biết ạ? Cháu vẫn còn dính kem ở trên miệng kìa. Vâng ạ. Con chào ba. Chào con. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng. Hãy nhớ thắt dây an toàn nhé, tê giác nhỏ. Rồi ạ. Vòng hai xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Bánh lăn tròn, bánh lăn tròn. Vòng quay xoay nhanh nhanh cho bánh lăn tròn. Tới khắp mọi nơi. Ồ, mình cũng có một quả. Thật vui. Cẩn thận đấy. Rất nguy hiểm nếu chúng ta cho tay và đầu ra khỏi cửa sổ xe. Cháu sẽ không làm thế nữa đâu. Nói chi nào? Chi? Bánh nào bong bóng à? Tớ có hẳn hai cái nhá. Bong bóng á? Lạ thật, mình nhìn nhầm mà. Sao có nhiều bong bóng thế này? Tôi không nguy hiểm. Mọi người có sao không? Chúng cháu không sao à? Làm như vậy nguy hiểm lắm đấy. Các bạn nhỏ, đừng đùa nghịch ở trên xe buýt. Nó có thể làm người lái mất tập trung và gây ra tai nạn. Chúng cháu sẽ không làm như thế nữa đâu ạ. Ngoan lắm, hãy ghi nhớ nhá. Chúng ta đi tiếp nào. Chào các cháu nha. Chào các chú ạ. Hãy nhớ những quy tắc an toàn trên xe buýt nhá. Vâng, chúng cháu nhớ rồi ạ. Cảnh sát trưởng Labrado, cảm ơn các anh rất nhiều. Bây giờ tôi đã khỏe rồi. Cái này tặng cho các anh. Cảm ơn anh. Lái xe buýt quả là một công việc không dễ dàng. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta phải thực hiện đúng quy tắc an toàn trên xe buýt. Xếp hàng khi lên và xuống xe. Luôn thắt dây an toàn. Không được ăn và uống trên xe buýt. Không được xả rác. Không bao giờ được cho tay và đầu ra ngoài.
và không được đùa nghịch. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Cạm bẫy bên trong đồ chơi. Công viên kỳ lân biển thật là vui quá đi mất thôi. Kỳ lân biển miễn phí đây. Là kỳ lân biển nhồi bông kìa bà ơi. Cháu ơi, cháu có muốn thú bông không? Hoàn toàn miễn phí đây. Đợi đã, có chắc chắn là miễn phí không? Ờ, dĩ nhiên rồi ạ. Nếu bà thích, cháu sẽ tặng thêm cho hai người. Đây, đây ạ. Thật là tiếc. Để cháu mở cửa cho bà. Đến giờ đi ngủ rồi. Các người sẽ không bao giờ biết rằng ta đang theo dõi các người. Ngủ ngon nhé cháu yêu. Kỳ lân biển ngủ ngon. Đứa bé đi ngủ rồi, đã đến lúc hành động. Mình nhớ mật khẩu là thế này. Đúng rồi. Ta sẽ lấy cái này. Lấy cái này, cái này. Mình cần phải đi nhà vệ sinh. Cô chính là người đã tặng thú bông cho cháu. Nó nhận ra mình ư? Vậy thì cháu đi với cô nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả cửa ra vào và cửa sổ vẫn còn đóng, nhưng đồ đạc trong nhà và cả cháu tôi đều đã bị mất tích rồi. Hãy giúp tôi với. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Hãy để cho tôi kiểm tra hiện trường trước. Cửa sổ không bị phá, cửa chính cũng không bị hỏng khóa. Vậy thì vịt con đã ra khỏi nhà bằng cách nào nhỉ? Lạ thật đấy. Tôi luôn có cảm giác có rất nhiều con mắt đang theo dõi mình. Lobby, cậu có sao không? Tôi không sao. Sao lại có nhiều thú bông kỳ lân biển vậy? Chúng tôi nhận được từ cái cô ở trên phố ấy. Trên phố ư? Con mắt của bọn chúng trông thật kỳ lạ. Babylon, hãy kiểm tra chúng đi. Đây là kết quả. Bên trong con mắt của đồ chơi này có camera giấu kín. Hả? Cái gì cơ? Camera? Vậy là tất cả mọi thứ trong nhà tôi đều bị ghi lại cả rồi sao? Camera còn được tìm thấy trong tất cả mắt của những con kỳ lân biển. Ôi trời ơi, đáng sợ quá. Có vẻ như có người đã lợi dụng camera giấu kín để biết được mật mã vào nhà và sau đó bắt vịt con đi. Babylon, hãy tìm dấu vết điều khiển camera. Được, tôi làm ngay. Đã tìm thấy, nó đến từ xưởng sản xuất thú bông. Đi nào. La 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 la. Hôm nay thật là một ngày may mắn. Cháu đang ở đâu ạ? Sao mấy cái đó lại di chuyển được nhở? Mình phải ra ngoài kiểm tra mới được. Hồi quá. Đau quá. Mình phải vào thôi. Bám theo cô ta. Cô sai rồi. Không sao rồi. Đứng lại ngay. Người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương đâu.
nhảy vào giữa. Ta sẽ làm tấm lưới kít hơn để xem ngươi làm thế nào nhé. Cúi xuống. Lại thoát được nữa. Hãy xem đây. Hả? Cái gì thế? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hai cái sừng là chìa khóa. Chúng ta lên cao nào. Các người làm gì vậy? 3, 2, 1, kéo. Linh Dương, cô đã bị bắt. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, người xấu có thể đặt camera giấu kín vào bên trong đồ chơi để có thể theo dõi các bạn trái phép. Đây là phạm tội. Hãy cẩn thận và nhắc nhở cả ba mẹ mình nữa nha. Tên trộm sữa chua. Hôm nay nóng quá. Sữa chua hoa quả ngon lành mát lạnh đây. Đến mua đi nào. Wow. Chúng mình mời sữa chua đi. Tớ muốn vị việt quất. Tớ muốn mua vị cam. Còn tớ là vị rau. Sữa chua đâu rồi? Sao nó lại không ra nhỉ? Các cậu nhìn kìa. Cái chai sữa chua ở dưới đất này. Nó đang phình to ra. Các cháu cẩn thận. Thật đáng sợ quá. Các cháu hãy nhớ, nếu các cháu để sữa chua ra ngoài trời nóng, nó có thể bị hỏng, phồng to, thậm chí là bị nổ nữa đấy. Quả ra là như vậy. Nếu chai sữa chua của cháu bị phồng to, hãy lùi lại ngay nhé. Chúng cháu biết rồi ạ. Cái máy bị hỏng rồi. Nó đã hết hàng. Có chuyện gì vậy? Đã có người ăn trộm sữa chua. Cái máy bên này cũng hết hàng. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được tên trộm. Mở ra được rồi. Ngon quá đi. Mình sẽ ăn trộm hết chỗ này rồi mang về cho thủ lĩnh. Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem. Đã xong. Mình ứng tóc mình quá. Tóc của tôi. Bóng bay, bóng bay. Bóng của các cháu đây. Chạy đi. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Chúng ta phải nhanh chóng bắt tên trộm. Nhìn kìa, sữa chua đang rơi ra từ chiếc xe đó. Nhanh đuổi theo. Babylon, chúng tôi cần hỗ trợ. Đã rõ. Hôm nay thu hoạch được tốt quá. Cảnh sát. Xem đây. Là Linh Dương. Ôi trời ơi, nhanh quá. Linh Dương, hãy nhanh chóng tấp vào lề ngay. Sữa chua trên xe cô có thể phát nổ bất cứ lúc nào đấy. Cái gì? Nổ? Người đùa ta đấy à? Tăng tốc. Đừng hỏng lừa được ta nhá.
chúng ta bị kẹt xe rồi, không thể đi qua được. Avilon luôn có cách. Avilon, thật là nguy hiểm quá, chúng ta cần phải hạ nhiệt chiếc xe đó ngay. Avilon, hãy xem đây. Tia đóng băng. Cảnh sát trưởng Labrador và cảnh sát Dobby. Cháu có sao không? Cháu không sao ạ. Linh Dương, cô đã bị bắt. Nhiệm vụ thất bại rồi. Ghi chú của cảnh sát trưởng. Những điều cần ghi nhớ. Các bạn nhỏ, trong sữa chua có rất nhiều lợi khuẩn có tên là Lactobacilli, tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta. Những lợi khuẩn này thích ở nơi mát mẻ. Nếu trời quá nóng, chúng sẽ hoạt động mạnh và tạo ra khí, khiến chai hộp sữa chua phồng lên, thậm chí là phát nổ nữa. Vì vậy, hãy luôn bảo quản sữa chua trong tủ lạnh nhé. Phát minh mới của Babylon. Đã xong. Phát minh mới của mình, kẹo bóng bay. Chỉ cần một viên là bạn có thể bay lơ lửng như bóng bay tới bất cứ nơi nào bạn muốn. Tan 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 tan. Ôi không, mở chân bé nhỏ, cậu đã ăn kẹo rồi sao? Tan 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 tan. Không, quá nhiều rồi. Đừng lo, quần thần bé nhỏ, tôi đến cứu cậu đây. Hãy xem đây. Bắt được rồi. Cuối cùng cũng xử lý được. Lần này tôi sẽ bắt được cậu. Ôi chạy quá đi mất. Ôi không, đèn kéo ô tô cũng lơ lửng luôn rồi. Chúng ta phải cất nó thật kỹ ngay mới được. Babylon, kẹo của cậu làm ngon quá. Cái gì cơ? Anh đã ăn sai chỗ kẹo rồi á? Có chuyện gì thế đây? Đấy là kẹo bóng bay. Anh phải cẩn thận với đồ ăn của mình chứ. Trời ơi. Tớ không ăn kẹo này nữa đâu. Kiệt tác bị đánh cắp.
Bảo tàng mỹ thuật. Chúng ta vào trong xem đi. Hãy xem những bức tranh đó kìa. Wow, thật tuyệt vời. Bức họa yêu thích Canna Lisa của tôi đâu rồi nhỉ? Nó ở đây này. Wow. Lạ thật đấy, sao mắt của nàng Canna Lisa lại bị lác vậy? Bạn nói gì vậy? Đây là bức tranh giả, sao lại xảy ra chuyện này được? Có vẻ như bức tranh đã bị tráo đổi bằng bức tranh giả này. Cái gì cơ? Không thể tin được. Bức tranh này còn chưa khô màu, nó mới được vẽ gần đây thôi. Tên trộm chắc chắn còn ở gần đây. Bác gấu, hãy giữ ở cửa, không cho bất kỳ ai rời khỏi đây. Được. Chúng ta chia ra điều tra xem. Được. Sao chúng họ lại lén lút như vậy nhỉ? Này. Đây là gia đình nhà voi mà. Mọi người bị sao vậy? Chỉ lỗi chúng tôi bị dị ứng với màu vẽ. Họ bị dị ứng với màu vẽ, vậy họ không thể nào là kẻ trộm được. Anh nhím. Anh ấy đã che giấu điều gì đó. Xin chào bà chuột chuỗi, bà có thấy cái kính của tôi đâu không? Có chuyện gì vậy? Bà chuột ơi, bà nghe thấy tôi nói gì không? Anh ấy đang tìm bắt kính à? Kính đâu? Anh nhím ơi, kính của anh tìm thấy kính rồi. Đau quá. Anh làm sao thế? Có chuyện gì? Có cần tôi giúp đỡ không? Thôi, không cảm ơn anh. Không tìm thấy gì cả. Tôi cũng thế. Cho chúng tôi ra. Chúng ta đi kiểm tra xem. Bác gấu trắng, xin hãy mở cửa ra đi ạ. Đúng vậy, tôi phải về nhà có việc. Tôi phải đưa các con đi chơi công viên nữa. Đúng vậy, đi công viên. Xin hãy đợi một lát. Cảnh sát trưởng Labrador, có một bức tranh nổi tiếng đã bị đánh cắp, mong mọi người giúp đỡ cùng điều tra. Thật là tệ quá. Đúng vậy, tên trộm đã tráo bức tranh thật bằng một bức tranh giả. Thật là một tên trộm danh mãnh. Mong mọi người nhanh chóng tìm lại bức Canna Lisa đó. Nhưng mà tôi chưa hề nhắc đến bức tranh nào mà. Đúng rồi, sao không biết? Tôi đoán thôi, đây là bức tranh nổi tiếng nhất ở đây mà. Cũng đúng. Vậy sao, cô mèo trắng, xin hãy cho chúng tôi kiểm tra ba lô của cô. Dĩ nhiên rồi, đây, mọi người xem đi. Tôi chỉ mang có ba màu đỏ, vàng, xanh lam thôi. Không có màu xanh lá thì làm sao vẽ được Canna Lisa? Nên không phải tôi đâu. Đúng rồi. Thật ra mọi người có thể tạo ra rất nhiều màu chỉ bằng ba màu cơ bản. Xanh lam và vàng có thể tạo ra màu xanh lá. Xem này. Đúng là màu xanh lá rồi. Nhưng như vậy sao đủ bằng chứng nó là tôi ăn cắp? Những bức tranh giả này. Thế như thế này là sao? Đúng là bức tranh thật. Chúng ta đã tìm ra nó rồi. Vậy là cô đúng là kẻ trộm. Ái chà chà, các ngươi đã phát hiện ra ta rồi. Bức tranh ảo ảnh là con mèo đạo chích. Cô ta chạy hướng này. Dừng lại. Suýt nữa tự làm mình chóng mặt luôn. Mình có thể trốn vào đây. Bên trong còn sao nữa. Ở đằng này. Một ngày xui xẻo. Mèo đại trích, đứng lại. Thôi không.
cô ta ở trong này. Khu triển lãm tượng à? Chúng ta thử tìm xem. Bên này không có. Bên này không có. Bắt được rồi. Là một con sâu tóm khổng lồ. Lạ thật, cô ta trốn đâu nhỉ? Cô ta đã dính sơn đỏ, xanh lam, màu vàng. Trộn tất cả các màu lại với nhau sẽ ra màu đen. Ôi không, họ tìm ra mình rồi. Mèo đào trích, cô đã bị bắt. Ghi chú của cảnh sát trưởng, những điều cần ghi nhớ. Các bạn nhỏ, đỏ, vàng, xanh, lam là ba màu cơ bản của cuộc sống. Khi các bạn trộn các màu này với tỷ lệ khác nhau, chúng ta sẽ có được bất kỳ màu nào mà các bạn mong muốn. Thật thần kỳ đúng không nào? Hả? Wow! Đâu vòng kia? Tô màu rất vui. Các bạn hãy thử chơi nhé. Hãy cẩn thận với mối. Hãy cẩn thận. Có chuyện gì thế? Trời ơi. Chúng ta mau ra ngoài ngay. Xin chào, tôi là... Cảnh sát trưởng Labrador, cứu chúng tôi với. Có chuyện gì đó rất đáng sợ ở nhà tôi. Alo, alo, chúng ta mau đến đó thôi. Có chuyện gì xảy ra với cánh cửa đấy vậy? Anh Thỏ, cứu với, chúng tôi ở dưới này. Mau kéo họ lên. Cảnh sát trưởng Labrador, có gì đó đáng sợ lắm. Nhìn này, nhà tôi đã lộn xộn hết cả lên rồi. Anh Thỏ, anh và mọi người hãy tới nơi an toàn hơn. Còn chuyện này cứ để chúng tôi. Tất cả phần gỗ đều bị hư hỏng, nhưng các bộ phận kim loại vẫn ổn. Ai đã gây ra chuyện này? Mau ra đây đi. Bobby, cậu không sao chứ? Tôi vẫn ổn. Nghe này, bên trong bức tường. Hả? Tôi thấy có gì đó. Babylon, hãy sử dụng thiết bị đi. Xem đây, robot phát hiện siêu nhỏ 3D. Ta-da. Chẳng có gì ở đây cả. Cái gì? 3D của tôi đâu rồi? Cậu đây rồi, 3D. Chị. Đến lên nào, 3D. Chị. Chị.
Chín chín. Bên trong bức tường này đã bị ăn mòn. Có thứ gì đó ở đằng kia. Tweety, đi theo nó. Tweety. Tweety. Nó đã đi đâu vậy? Kia rồi, nó ở đó. Bên này nữa. Chúng đông quá. Chưa đi, phóng to. Chít chít. À, là mối. Chúng rất thích ăn gỗ. Không có gì ngạc nhiên khi tất cả đồ gỗ đều bị phá hủy. Chít chít. Cái gì đấy? Đó là mối chúa. Ôi không, mối lính ở cùng với mối chúa. Chưa đi, chạy đi. Chít chít. Có cả mối bay nữa. Xem đây, kích hoạt chế độ máy bay. Chít chít. Chít chít. Hả? Chít đi, làm tốt lắm. Có chuyện gì vậy? Đàn mối đang dần xuất hiện. Cái gì? Cẩn thận, ta mau ra ngoài thôi. Chúng đông quá. Theo lối cửa sổ. Tại sao nó có nhiều mối như vậy chứ? Cẩn thận. Ngôi nhà của anh đã bị mối mọt phá hoại. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh cần các chuyên gia để đối phó với chúng. Hãy để lũ mối cho chúng tôi. Đi nào. Mối có thể làm hỏng các đồ gỗ nếu ngôi nhà của bạn trống. Hãy chắc chắn nhà luôn được thông thoáng và khô ráo để tránh xa mối mọt. Vâng, chúng tôi nhớ rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, mối là loại bọ thích ăn gỗ. Chúng ăn đồ nội thất và các tòa nhà bằng gỗ. Nếu bạn thấy có mối trong nhà, hãy báo cho ba mẹ bạn để xử lý chúng. Mũ phát hiện nói rồi. Chúc mừng sinh nhật. Còn muốn ăn bánh không? Chuyện gì thế này? Tại sao bên trong chiếc bánh lại trống rỗng? Ai làm tên với bánh của con? Hay đi kiểm tra. Được. Mọi việc vẫn ổn chứ? Ai đó đã làm hỏng chiếc bánh sinh nhật tôi chuẩn bị cho con gái. Một miếng bánh lớn đã biến mất. Dấu cắn. Có ai đó đã lẻn vào và ăn vụng chiếc bánh. Gì hả? Sếp, không thấy có dấu hiệu đột nhập. Vậy thì là người trong nhà đã ăn chiếc bánh. Không, không phải cháu đâu. Chắc chắn có ai đó đang nói dối. Tôi nghĩ chúng ta cần máy phát hiện nói dối. Babylon. Babylon luôn luôn có cách. Xem đây, mũ phát hiện nói dối. Nó có thể phân biệt lời nói dối. Dopey, cậu thử đi. Dopey, cậu đang giấu đồ ăn trong túi đúng không?
Cái gì? Không, không, không. Nói rồi, nói rồi. Nhìn này. Wow. Buồn quá. Buồn quá, buồn quá. Được rồi, được rồi. Tôi đã nói dối. Đi lại đi. Cái máy này xịn thật đấy. Ai là người tiếp theo? Cháu thì sao, gà con? Gà con, có phải cháu làm hỏng bánh không? Không, cháu không làm hỏng cái bánh ạ. Nói rồi, nói rồi. Buồn quá. Tại sao đó là cậu ạ? Thật sự không phải tớ. Để cho tớ giải thích. Nói chỉ hỏng một chút thôi, cháu đã sửa lại nó rồi. Nói thật, nói thật. Wow. Có vẻ như cậu bé đã nói sự thật. Cháu sẽ là người tiếp theo. Được rồi, hãy để cô bé thử. Đã rõ. Nói với mọi người rằng mình đã không ăn chiếc bánh. Nói rồi, nói rồi. Là cậu ư? Không phải mình, không thể nào. Đợi đã, mình nhớ ra rồi. Wow, là bánh sinh nhật. Không, đây là bánh sinh nhật của thỏ con. Mình chưa thể ăn nó được. Đúng rồi, mình sẽ ăn mấy cái này. Vì vậy, cháu chỉ ăn những chiếc bánh nhỏ bên cạnh. Nói thật, nói thật. Vậy là khỉ chị cũng không làm hỏng chiếc bánh. Vậy có thể là ai? Thỏ anh. Cháu đã chạm vào chiếc bánh phải không? Cháu không phải cháu ạ. Không thể là anh ấy được. Anh trai, anh hãy tự nói về chiếc mũ đi. Thật ra cháu mới chỉ cắn một miếng mà. Nói rồi. Cháu đã cắn hai miếng. Nói rồi. Cháu, được rồi, cháu đã cắn 3 miếng. Đều nói rồi. Xin hãy dừng lại, cháu sẽ nói thật mà. Lúc đầu cháu chỉ cắn 1 miếng, nhưng chiếc bánh rất ngon, cháu không thể ngừng lại. Cháu... Cháu sợ bị phát hiện nên là che nó lại. Nói thật. Hả? Vậy đó là sự thật. Xin lỗi em gái nhỏ. Đáng lẽ anh không nên làm như thế. Mọi người đều có lúc làm sai điều gì đó. Chỉ cần cháu cố gắng sửa chữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vâng ạ. Hãy sửa chữa mọi thứ. Đó là điều những đứa trẻ ngoan làm. Cháu hiểu rồi. Em gái, để anh làm một chiếc bánh khác cho em nhé. Vâng ạ. Bọn chúng sẽ giúp cháu. Thơm quá. Chúng ta cùng ăn nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu mắc lỗi, hãy dũng cảm thừa nhận điều đó. Đừng nói dối. À,
ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng chỉ cần biết nhận lỗi và sửa lỗi cho đúng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xin hãy ghi nhớ nhá. Cảnh sát và chú sâu đói mèo. Hả? Mình lại thua mất rồi. Thử thêm lần nữa. Pudding, tắt trò chơi đó đi. Hãy chuẩn bị ra biển chơi với bọn chị nào. Thôi nào, đi chơi thôi. Em không đi đâu. Em có phải chơi tiếp nữa. Hả? Làm thế nào để kết thúc trò chơi chú sâu đói mèo này? Nó sẽ biến mất khi nó ăn chính nó. Hả? Hả? Anh có ý này. Hãy dẫn nó vào mê cung kia để nó tự đâm phải đuôi của chính nó. Đây, chú sâu đói mèo, chúng tôi ở đây. Lại đây nào, lại đây. Đến bắt ta đi này. Hả?
Này sâu, ta ở đây cơ mà. Nhìn ta đây này. Chúng ta sắp làm được rồi. Đi. Mau chạy ra. Chị Babylon, anh đang đi. Chị rất chuẩn lắm đây đâu. Chơi điện tử sao? Đi chơi với anh chị vui hơn bất cứ trò chơi điện tử nào. Vậy mọi người sẽ chờ em. Đi thôi nào. Yeah. Nhà bóng làm mình bị ngứa. Đứng lại. Các người sẽ không bao giờ bắt được ta đâu. Hả? Hắn đi đâu mất rồi? Hắn ta chắc hẳn đang trốn ở gần đây thôi. Sẽ không ai ngờ được là mình trốn vào nhà bóng. Đây là cái gì? Là đuôi của tên trồn. Hóa ra là người trốn ở đây. Hãy xem ta đây. Không ai có thể trốn thoát khỏi ta. Tôi sẽ mang hắn đến đồn cảnh sát. Thật tuyệt vời. Mặt tôi ngứa quá. Ngứa, ngứa quá, ngứa quá đi mất. Ngứa khắp người luôn rồi. Ngứa không thể chịu nổi. Này, sao cháu lại bắt trước chú? Cậu bị sao vậy? Tôi không tự gãy cổ được. Tay tôi không phải tay cổ. Ôi không, nguy hiểm. 10 điểm. Tuyệt vời. Điểm tuyệt đối. Hả? Hiểu con. Cháu cảm thấy ngứa quá. Cháu cũng thế. Các cháu đến bệnh viện đi, để chú điều tra chỗ này. Đã xong. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ Hiếu. Trốn. Tại sao ngươi lại ở đây? Đột nhiên hắn bị ngứa khắp người, cho nên tôi mang hắn đến đây kiểm tra trước. Cảnh sát trưởng Labrador đã có kết quả kiểm tra. Tất cả mọi người đều bị ngứa do dị ứng. Nhưng tất cả mọi người cùng bị một lúc ư? Có phải tất cả mọi người đều ở cùng một chỗ không? Cùng một chỗ ư? Dobby, gần đây cậu đi có chỗ nào khác thường không? Ngoài đi tuần, tôi có ghé qua cửa hàng bánh vòng, cửa hàng kem và cửa hàng burger nữa. Sao toàn hàng ăn vậy? Có một chỗ nữa. Tôi nhảy vào nhà bóng lúc chúng ta truy đuổi tên trộm này. Nhà bóng ư? Cháu có vào đó chơi. Bọn cháu cũng thế.
Vậy tức là ở trong nhà bóng nó có vấn đề. Dobby, cậu ở lại đây chữa bệnh nhé. Papillon, chúng ta đi nào. Nhà bóng này đúng là có vấn đề. Papillon, cậu xem kìa. Bọn trẻ đang ăn ở trong nhà bóng và xả rác khắp nơi nữa. Còn có người không bỏ dép ở ngoài. Có vẻ như bọn trẻ không biết cách giữ nhà bóng sạch sẽ. Bác tên xác, bọn cháu vào được không ạ? Vào đi, vào đi. Bác tên xác, vào đi. Cảnh sát trưởng Labrador. Bác tên xác, bác không thể quản lý nhà bóng như thế này được đâu. Cái gì cơ, có vấn đề gì sao? Siêu thấu kính. Bác hãy xem thử đi ạ. Sao lại có nhiều vi khuẩn thế này? Bảo sao mà tôi lại ngứa như thế? Ngứa quá. Ôi không, nhà bóng bị xì hơi rồi. Có chuyện gì vậy? Cẩn thận. Có không? Cứu cho tôi. Cứu. Cứu cháu. Babylon, bây giờ. Hả? Chúng ta ra khỏi đây ngay. Thật là đáng sợ quá đi. Mọi chuyện ổn rồi. Xin lỗi mọi người, là lỗi của tôi. Tôi hứa từ giờ trở đi nhà bóng sẽ luôn sạch sẽ. Dĩ nhiên rồi. Thôi nào, chúng ta đi đến bệnh viện trước đã. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta phải luôn giữ gìn vệ sinh chung. Như vậy, vi khuẩn sẽ không thể sinh sôi và làm chúng ta bị ốm. Nếu tất cả chúng ta đều giữ vệ sinh, nhà bóng sẽ là nơi luôn sạch sẽ và vui vẻ. Hãy ghi nhớ điều này nhá.